Thư Dung bị tước nốt danh hiệu Hoa hậu sắc đẹp Hoàn Mỹ Toàn cầu 2017. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp Hoàn Mỹ Toàn cầu 2017 vừa ra quyết định thu hồi danh hiệu Hoa hậu đối với Thư Dung. Trong công văn tuyên bố thu hồi vương miện của Thư Dung, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp Hoàn Mỹ Toàn cầu 2017 đưa ra hai lý do cụ thể về sai phạm của người đẹp này. Một là thực hiện hành động, hành vi không phù hợp, chụp và phát tán ảnh phản cảm không phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống của nước sở tại Việt Nam nói riêng cũng như văn hóa phương Đông nói chung. Hai là bị phản ánh thông tin, hình ảnh về hành vi vi phạm pháp luật của Việt Nam hiện bị Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra xử lý. Trước đó vào ngày 6 tháng 9, ban tổ chức cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018 đã ra quyết định thu hồi danh hiệu Á quân 1 của Thu Dung. Công văn của ban tổ chức nêu rõ lý do thu hồi danh hiệu là thực hiện hành vi không phù hợp, chụp ảnh phản cảm, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của người Việt Nam tại Tuyệt Tình Cốc, vi phạm đề án và quy chế của cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018. Tối cùng ngày, fanpage chính thức của cuộc thi Hoa hậu sinh thái quốc tế cũng thông báo người đẹp Thư Dung đã bị tước danh hiệu Á hậu 2 do vi phạm một số điều lệ của cuộc thi. Như vậy, đến thời điểm này, Thư Dung không còn bất kỳ danh hiệu một cuộc thi nhan sắc nào. Thư Dung tiếp tục bị tước danh hiệu Á hậu du lịch sinh thái quốc tế. Sau những ồn ào liên quan đến nghi vấn bán dâm ngàn đô gây xôn xao dư luận, Á hậu Thư Dung đã bị ban tổ chức cuộc thi nhan sắc Echo International Hoa hậu du lịch sinh thái quốc tế 2018 tước bỏ danh hiệu. Tối ngày 6 tháng 9, fanpage chính thức của cuộc thi Miss Echo International Hoa hậu sinh thái quốc tế 2018 đưa ra thông báo quan trọng, Thư Dung đại diện cho Việt Nam và là Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu sinh thái quốc tế 2018 không còn giữ danh hiệu này nữa vì đã vi phạm điều khoản và quy định của ban tổ chức, thay thế cho vị trí của cô là Á hậu 3 Dani Savi, đại diện của Brazil. Các động thái liên quan đến Thư Dung diễn ra sau khi có thông tin về một đường dây bán dâm ngàn USD bị Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện. Trong số những người nổi tiếng tham gia đường dây này có Á hậu TG và diễn viên Kim MC CV. Nhiều đồn đoán cho rằng Á hậu TG chính là Thư Dung, tuy nhiên thông tin này chưa được nhà chức trách xác nhận. Lý do trước đó, vào khoảng giữa tháng 8, Thư Dung thực hiện hành vi không phù hợp, chụp ảnh phản cảm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của người Việt Nam tại Tuyệt Tình Cốc, Lâm Đồng, vi phạm đề án quy chế cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018. Ngoài ra, thông tin phản ánh về hành vi phạm pháp luật đang bị cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra xử lý, ban tổ chức nêu rõ lý do. Á hậu, MC, bán dâm nửa tỷ mỗi lần, tại sao không công khai danh tính người mua? Về nguyên tắc, các cơ quan chức năng không được cung cấp danh tính, nhưng trong trường hợp coi đây là hành vi vi phạm luật pháp, cần phải công bố, nhằm giáo dục, gian đe, thì phải nêu cả người mua dâm, bán dâm, chứ không thể chỉ một phía. Đây là quan điểm của tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, trao đổi với phóng viên xung quanh câu chuyện một đường dây có Á hậu, MC, bán dâm với giá khủng 7.000 đến 25.000 USD mỗi lần. Dư luận đang xôn xao về đường dây mua bán dâm giá tới 7.000 đến 25.000 USD, trong đó có sự tham gia của Á hậu, MC, bà có bất ngờ với những thông tin này không? Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, khi đọc được những thông tin này, tôi không lấy gì làm ngạc nhiên. Dư luận đang hết sức ngạc nhiên, sững sờ với số tiền đi khách của những cô gái trong đường dây này, nhưng mà theo tôi, số tiền có thể tăng lên nhiều nữa. Vấn đề ở đây, số tiền không phải đo giá trị của các cô gái ấy, mà là đo giá trị, vị thế của người trả tiền mua dâm của đại gia. Điều này chứng tỏ, người ta bỏ ra càng nhiều tiền, thì vị thế của người ta càng lớn, chứ không phải vì giá trị của những cô gái đấy. Cho nên mọi người, không nên ngạc nhiên về số tiền, mà câu chuyện ở đây, là đã có những người đàn ông bỏ ra những số tiền rất lớn để mua vui. Trong đó có không ít kẻ trung gian, họ đứng ở giữa, để bơm số tiền đó lên. Khiến cho những người đàn ông nghĩ rằng, mình càng trả nhiều tiền, thì danh tiếng địa vị của mình, càng quan trọng. Hoặc chứng tỏ sự quan trọng của mình.
bản thân các cô gái, đương nhiên họ nổi tiếng, thì được trả giá cao hơn người khác. Nhưng ý nghĩa đạo đức ở đây, tôi muốn nhấn mạnh, đó là tại sao, có những người đàn ông, bỏ ra số tiền khổng lồ như thế. Để làm một việc như vậy, trong khi ngoài xã hội, còn bao nhiêu người đói khổ, bao trẻ em thiếu trường học, bao đứa trẻ phải chui trong túi ni lông, vượt lũ đến trường, và bao nhiêu người mẹ, không đủ tiền chi trả viện phí, đành cắn răng đưa con về chờ chết. Mình không đòi hỏi, những người đàn ông đại gia ấy, phải có trách nhiệm, với những câu chuyện éo le trên, nhưng câu hỏi đặt ra là, xã hội sẽ như thế nào? Khi có những người sẵn sàng, làm những việc như thế, những giá trị ảo, những giá trị xấu xa nào đó, đang được tạo ra, tôn lên, đang khiến cho giới trẻ, bị định hướng một cách sai lệch. Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, lỗi không hẳn thuộc về họ. Nếu có thì cũng chỉ một phần thôi. Trách nhiệm thuộc về xã hội, tại sao lại đưa đẩy đến câu chuyện như vậy? Nếu không có những đường dây buôn bán cơ thể phụ nữ, thì làm sao các cô có thể bán mình? Bà nghĩ gì khi truyền thông, người có chức năng, đưa thông tin hình ảnh khá rõ? Về người bán dâm, còn người mua dâm giá khủng thì không? Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, ở đây còn liên quan đến vấn đề bình đẳng giới, không phải là giá trị thực của các cô gái, mà là vị thế quyền lực của những người đàn ông. Bỏ ra số tiền khổng lồ như vậy, đương nhiên vì họ là đại gia, nên họ có quyền lực, vì họ là đàn ông, nên danh tính của họ không bao giờ bị tiết lộ cả. Đó chính là sự bất bình đẳng. Tôi không ngạc nhiên vì câu chuyện đó, vì mình biết nó sẽ xảy ra như vậy. Rõ ràng sự mua bán, được thỏa thuận cả hai bên, nhưng khi bị phát hiện, thì người bán dâm, luôn luôn bị bêu tên. Dù có viết tắt hay che mờ hình ảnh, nhưng lại nêu ra những thông tin, mà người đọc hoàn toàn có thể hiểu, đó là ai. Và họ sẽ hứng chịu những lời dè bỉu, chỉ trích. Trong khi người đàn ông mua dâm, thì tuyệt nhiên không có thông tin gì. Vậy theo bà, có cần thiết nêu tên người mua dâm, với giá khủng hay không? Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, tại sao lại không nêu tên những người đó? Đây là câu chuyện, mua bán thân thể phụ nữ rồi, chứ không còn dừng ở mức độ, mua bán dâm, theo nghĩa thông thường của nó. Vấn đề ở đây là chúng ta, báo chí truyền thông, các cơ quan chức năng, giải quyết vấn đề này như thế nào? Rõ ràng cả hai bên, mua bán dâm, đều vi phạm hành chính, và phải chịu xử phạt vi phạm hành chính. Vậy tại sao chỉ nêu thông tin liên quan danh tính của người bán dâm? Còn một bên thì không. Tất nhiên, có thể xảy ra tình huống, cơ quan điều tra cung cấp thông tin cho báo chí, ở mức độ như thế nào. Đến đâu, có thể không cung cấp danh tính của người mua dâm, nhưng rõ ràng, báo chí có thể cân nhắc, quyền dùng thông tin ở mức độ phù hợp. Tôi phải nhấn mạnh, ngay đối với các cơ quan chức năng, cơ quan công an, về nguyên tắc, cũng không được cung cấp danh tính. Trong trường hợp, anh coi đây là hành vi vi phạm luật pháp, cần phải công bố danh tính để giáo dục, gian đe, thì phải công bố cả hai. Nghĩa là cả người mua dâm, bán dâm, chứ không thể chỉ một phía. Phùng Ngọc Huy, lần đầu xuất hiện sau ồn ào, bị tố bỏ rơi Mai Phương. Phùng Ngọc Huy, đến dự tiệc tôi nuôi, con gái của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, tối ngày 31 tháng 8. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện, sau ồn ào bị chỉ trích, bỏ rơi mẹ con Mai Phương. Tối ngày 31 tháng 8. Phùng Ngọc Huy, đến dự tiệc tôi nuôi, con gái của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tại Mỹ. Trong buổi tiệc còn có ca sĩ Quang Dũng, nghệ sĩ Hải Thúy Nga, và bạn gái tin đồn Đan Kim. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện, sau những ồn ào có liên quan đến bệnh tình của bạn gái cũ Mai Phương. Không khó nhận thấy, Phùng Ngọc Huy, trông tươi tắn hơn, sau thời gian khủng hoảng. Chính nghệ sĩ Hải Thúy Nga, cũng cho biết, Phùng Ngọc Huy, đã hồi tỉnh được một chút. Sự xuất hiện của Phùng Ngọc Huy nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trong nước. Nhiều người cho rằng anh đã lấy lại tinh thần sau bức tâm thư nói về chuyện cũ với Mai Phương. Khán giả cũng tinh ý nhận ra Phùng Ngọc Huy và Đan Kim luôn thân thiết bên cạnh nhau trong suốt buổi tiệc. Dù cách đây không lâu, Đan Kim khẳng định cô và Phùng Ngọc Huy chỉ là anh em tri kỷ chứ không phải quan hệ yêu đương. Trước đó, Phùng Ngọc Huy là cái tên được nhắc nhiều nhất kể từ thời điểm diễn viên Mai Phương nhập viện điều trị ung thư phổi. Theo lời kể từ ca sĩ Đan Kim, anh suy sụp khi biết tin bạn gái cũ mắc bệnh hiểm nghèo. Chỉ trong vài ngày, Phùng Ngọc Huy nhận một lượng lớn bình luận, tin nhắn mắng chửi. Có thời gian anh phải khóa Facebook. Anh cũng từ chối trả lời mọi câu hỏi về Mai Phương. Ngày 26 tháng 8 vừa qua, Phùng Ngọc Huy đăng tâm thư dài, lên tiếng vì bị chỉ trích là bỏ rơi mẹ con Mai Phương. Anh nhận lỗi vì đã không chăm sóc được cho mẹ con Mai Phương, nhưng khẳng định mình không bỏ rơi hai mẹ con. Nam ca sĩ cũng nói rằng,
mình có lý do bất khả kháng, nên không về Việt Nam ngay được. Tuy nhiên, anh vẫn liên lạc, để hỏi thăm và động viên. Mai Phương mỗi ngày. Được biết, Phùng Ngọc Huy, bị một số khán giả quá khích, đến tận nhà đập cửa phá rối, hoặc đe dọa bầu xô, khiến anh không thể đi diễn. Bạn gái tin đồn Đan Kim, cũng bị mắng chửi rất nhiều.